thận là hai cơ quan nằm sau lưng hai bên cột sống ngay phía trên eo thận đảm nhận một số chức năng để duy trì sự sống lọc máu bằng cách loại bỏ chất thải và nước dư thừa trong cơ thể duy trì cân bằng muối và điện giải trong máu để giúp điều chỉnh huyết áp suy thận là gì suy thận hay tổn thương thận là tình trạng suy giảm chức năng của thận có nhiều nguyên nhân và bệnh dẫn đến suy thận về thời gian mắc bệnh nên người ta thường chia thành hai nhóm đó là suy thận cấp và suy thận mạng. vậy suy thận có chữa được không? suy thận nếu mà suy thận cấp diễn ra trong vài ngày thì có thể phục hồi hoàn toàn và một phần chức năng của thận sau khi điều trị thích hợp trong một vài tuần. ngược lại suy thận mạng là quá trình tiến triển bệnh không thể phục hồi chức năng thận. khi các biện pháp điều trị trong suy thận chỉ nhằm giảm tiến trình của bệnh và ngăn ngừa các biến chứng. Khi chức năng thận giảm đến 90% thì người bệnh bị suy thận nặng và cần được điều trị thay thế bằng cách chạy thận nhân tạo hoặc là ghép thận. Hầu hết các loại bệnh thận sẽ làm tổn thương các cấu trúc của thận. Sự tổn thương này có thể khiến cho không thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nếu không chữa trị, thận cuối cùng có thể ngừng hoạt động, mất chức năng nghiêm trọng và có thể gây đến tử vong. Sức khỏe 60 giây chúc bà con mình nhiều sức khỏe tạm biệt và hẹn gặp lại